chương trình đọc truyện đêm khuya giới thiệu truyện ngắn Tình ngang trái, tác giả Nguyễn Thơ. Phần 1. Trong phòng hồi sinh của trạm y tế xã, Hiền đang vật vã với cơn đau thấu tận tim gan. Hai bàn tay cô siết chặt vào hai bên mép bàn như muốn bóp nát một thứ gì đó. Hàm răng cô nghiến chặt, đôi mắt nhắm nghiền. Đôi lúc tiếng thở dốc lại cất lên dồn dập. Phía bên ngoài trời mưa như đổ nước. Trong phòng, Hiền nằm đầy nước mắt đau đớn trào ra liên tục. Bà đỡ với nét mặt nghiêm nghị khẽ nói động viên: "Hít sâu nào, thở ra từ từ, lại lần nữa, sau đó đặt liền một hơi nhé. Cố lên em, sắp xong rồi." Hiền vật vã với cơn đau đã hơn 10 tiếng đồng hồ. Lên bàn đẻ nằm 2 tiếng nữa rồi mà đứa bé vẫn chưa chịu chui ra ngoài. Em gái cô là Thúy đứng ở bên vừa xoa bụng cho chị, vừa nhăn nhó nói: "Thằng cha nó đâu mà không thấy có mặt. Cái loài ăn no rồi bỏ cho vào nồi, không biết người ta sống chết ra sao. Nhưng lúc như thế này sao không tới bên mà chứng kiến cảnh phụ nữ đẻ đau khổ sở đến mức nào. Cái lúc yêu thì nói hay lắm, kéo quần lên rồi là quên hết mọi chuyện. Đúng là cái loại bạc mà." Vừa lúc ấy có tiếng trẻ con khóc ré lên, một bé trai đỏ hòn đang ở trên tay của bà đỡ. Cô y tá phụ việc nhanh tay trải sẵn khăn tã và dụng cụ vệ sinh cho bé trên bàn. Hiền quên hết cả cơn đau, đưa mắt nhìn con, đôi môi nhợt nhạt khẽ mỉm cười. Từng đường nét trên khuôn mặt mệt mỏi giãn ra được một chút. Thúy mừng quá nói với chị gái: "Là bé trai chị ơi, con trai đó, em phải ra ngoài báo cho bố mẹ biết thôi." Thúy mở cửa bước ra ngoài, hai ông bà với vẻ mặt lo lắng quay lại vội hỏi: "Chị con sinh rồi phải không? Mẹ con nó thế nào rồi?" "Chị con ổn, là cháu trai bố mẹ à?" Nói rồi, Thúy lại đi vào trong tới bên chị gái. Cô lấy khăn lau mồ hôi và nước mắt cho Hiền. Vừa lúc ấy bà đỡ nói: "Ai trong gia đình mình đón tay cháu đây?" Thúy vội vàng chạy tới chìa tay ra và nói: "Để em là dì ruột của bé. Em sẽ đón cháu để sau này nó giống dì, hay ăn trông lớn, chứ không cái năn còi cọc giống mẹ Hiền của nó." Thằng bé được mặc áo và quấn khăn tã chặt chẽ. Thúy bế cháu sang phòng hậu sinh. Hai ông bà ngó vào nhìn thằng bé đỏ hòn, rồi cũng mỉm cười hạnh phúc. Vậy là tốt rồi, sau bao ngày vất vả, cùng cực, chịu nhịn nhục vì điều oang tiếng ve, nay họ đã đón được thằng cháu ngoại rất khó khỉnh. Bây giờ họ mặc kệ những lời đàm tiếu ngoài kia, nó là con cháu của họ mà. Ông bà sẽ cùng mẹ nó nuôi nấng cháu thật tốt, sau này mẹ nó có chỗ để nương nhờ tuổi già. Đó là gia đình bà Gấm. Họ sinh sống trong một ngôi làng nhỏ ở vùng nông thôn. Ông bà sinh được hai cô con gái. Cô chị tên là Hiền, hình như tính nết cũng giống như cái tên mà bố mẹ đặt cho cô. Cô chị Hiền lành nhút nhát bao nhiêu thì cô em gái tên Thúy lanh lợi khôn ngoan bấy nhiêu. Trong cái xóm nghèo có vài chục nóc nhà, ai cũng khen hai chị em Hiền và Thúy chăm ngoan chịu khó. Gần đó có cậu bạn tên là Phát rất thích chơi với hai chị em Hiền. Tuy nhà gần nhưng lại xa ngõ, hai nhà cách nhau một cái ao to thả đầy rau muống. Buổi trưa Phát thường đứng ở góc bên kia huýt sáo, thế là Hiền và Thúy lại chạy ra bờ ao bên này đứng nói chuyện. Một lát sau Phát nhảy xuống ao và bơi một mạch sang bên này. Lúc đấy hai chị em Hiền xấu hổ mặt đỏ bừng, còn Thúy thì cười khanh khách và nói: "Anh Phát mới giỏi quá, hôm nào trời nắng anh dạy em bơi nhé, để mỗi lần muốn sang nhà anh chơi em lại bơi qua ao để khỏi phải đi đường vòng." Tuổi thơ qua đi, chẳng mấy mà Hiền đã trở thành một cô thiếu nữ xinh đẹp. Còn Thúy tuy kém chị 5 tuổi nhưng lại lớn phỏng phao hơn cả chị Hiền. Một hôm Thúy nói với chị gái mình: "Chị Hiền ơi, chị thấy anh Phát có đẹp trai không? Lớn lên dứt khoát em sẽ phải lấy bằng được anh Phát làm chồng." Bất ngờ Hiền đỏ mặt ửng lên rồi tái dần đi.
mới 15 tuổi mà con Thúy đã nói biết thích anh Phát rồi. Lúc bấy giờ, Hiền chỉ nghĩ rằng em mình nó trẻ con, thích thì nói về thôi, chứ chưa biết yêu là gì. Thế rồi Phát đi bộ đội. 3 năm sau anh trở về nhà, thì Thúy đã trở thành một cô gái 18 xinh nhất làng. 3 năm ấy, Hiền vẫn giữ trong lòng câu nói của Phát trước lúc chia tay. Hiền ơi, ở nhà chờ anh nhé. Chỉ cần một câu nói ấy thôi cũng làm cho cô vui lắm rồi. 3 năm, họ thư từ cho nhau đều đặn, tuyệt nhiên chưa một lần nào thấy anh nói đến một chữ yêu. Hiền hồi hộp chờ ngày Phát về làng và hỏi cưới cô. Lúc ấy, họ sẽ về ở chung một nhà và hạnh phúc sẽ đơm hoa kết trái, đúng với mong ước của cả hai gia đình. Đêm hôm ấy, Hiền trằn trọc mãi không ngủ được. Con Túy nằm bên cạnh, mắt cũng mở thao láo, bỗng dưng nó quay sang hỏi. Chị ơi, chị chơi thân với anh Phát từ bé, vậy chị giới thiệu em gái cho anh ấy đi. Hiền thấy nhói trong lòng, vậy là em gái mình yêu Phát thật ư? Cách đây 3 năm, nó đã nói muốn lấy Phát làm chồng. Vậy là hình ảnh của Phát đã ở trong tim nó từ lâu lắm rồi. Bỗng dưng, Hiền thấy cổ họng mình nghẹn lại, nơi ngực nhói lên một nỗi đau không nói thành lời. Thấy chị không nói, Thúy hỏi tiếp. Chị thấy thế nào? Nói thật nhé, em rất thích anh Phát. Em đợi người này đã 3 năm nay rồi. Liệu rằng anh Phát có yêu em không? Chị phải giúp em đấy. Hiền lưỡng lự và hỏi. Em có thật lòng yêu anh Phát không? Đêm khuya, dưới ánh trăng mờ mờ xuyên qua cửa sổ, Hiền cảm nhận hai má của em gái mình đỏ ửng, nóng ran lên. Nó dụi đầu vào cánh tay chị gái rồi nói. Có, em thích anh ấy từ bé kia. Suốt đời này, nếu không lấy anh Phát, thì em sẽ không lấy ai đâu. Anh ấy vừa đẹp trai, vừa tốt bụng, lại ở gần nhà mình nữa. Lấy anh ấy rồi, nếu bị mắng mà dỗi cơm, em chạy một mạch về đến nhà để vết cơm nguội, thế là không lo bị đói. Hiền nghe từng lời nói, nửa ngây thơ, nửa thật lòng của em gái, mà như bị cứa từng khúc ruột. Bản thân cô cũng yêu Phát từ lâu lắm rồi, nhưng bây giờ cô mới biết một sự thật đau lòng. Con Thúy cũng yêu Phát, phải làm thế nào đây? Cô không thể rời xa Phát nữa, mà cũng không để em gái đau khổ vì mình. Bất chợt Hiền thở dài, rồi nuốt những giọt nước mắt vào trong. Bên cạnh, con Thúy đã thở đều đều trong giấc ngủ say. Phát ơi, em biết phải làm thế nào đây? Thời đó, nam nữ yêu nhau chỉ để trong lòng. Có đi chơi cùng nhau cả buổi, cũng không bao giờ dám nắm tay hoặc nói một lời yêu đương công khai. Có khi, họ nhà trai muốn cưới thì phải nhờ mai mối làm trung gian. Rồi ý kiến của hai bên đều do bà mối nói qua, nói lại với nhà trai và nhà gái. Bởi vậy, Phát cũng rất yêu Hiền, nhưng anh chưa một lần dám ngỏ lời với cô. Sáng hôm sau, Thúy vừa quét sân, vừa nhảy chân sáo có vẻ rất vui. 18 tuổi rồi mà vẫn còn như trẻ con, nó ngây thơ đến lạ lùng. Nhìn em gái như vậy, Hiền xót xa cho cuộc tình ngang trái này. Cô là chị nó kia mà, cũng không thể dành người yêu với nó được. Nhưng nếu như vậy thì cô đau khổ vô cùng. Thấy chị gái đứng ngây người, con Thúy hỏi. Chị đang nghĩ gì thế? Có phải chị đang tính kế để nói chuyện với anh Phát giùm em không? Nói rồi mặt nó đỏ ửng lên, cười bén lén. Nghe Thúy nói vậy, mẹ cô liền lên tiếng. Chị còn chưa có người yêu thì em lấy chồng làm sao được? Mà mẹ nghe nói thằng Phát có người yêu rồi hay sao ấy? Chỉ là nó chưa công khai thôi. Con Thúy lúc bấy giờ nghiêm nét mặt và nói. Người yêu anh ấy là con chứ ai, mẹ không biết đấy thôi. Hiền cúi mặt cười gượng, mẹ cô không để ý gì đến biểu hiện của các con. Bà nói tiếp. Phải để chị con lấy chồng trước, sau đó mới tới lượt con. Không có nhà nào em lại đi lấy chồng trước chị. Rồi người ta bảo chắc con chị không ra gì nên bị ế. Thì con có nói là lấy chồng trước chị đâu, con chỉ nhờ chị dắt mối cho con anh Phát thôi. Bọn con yêu nhau để đấy, đợi chị lấy chồng xong con mới cưới. Nghe con Thúy nói tới câu này, Hiền không cầm được nước mắt nữa,
Cô đi vội ra ngoài vườn rễ cỏ. Những nhát cuốc băm vầm vập xuống dưới đất, như thể chặt đứt chuyện tình yêu của cô và Phát. Nước mắt cứ thế rơi, thấm sâu xuống đất. Môi cô bị hàm răng cắn chặt đến bật máu. Phát ơi, em biết phải làm sao đây? Tối hôm ấy, Phát sang nhà Hiền chơi. Cô nằm im trong giường và kêu đau đầu. Con Thúy ngồi bên cạnh líu lo nói: hôm nào anh Phát lại dạy em tập bơi nhé. Mẹ cô nhìn con gái rồi nói nhẹ: lớn bằng tầng này rồi còn đòi anh dạy tập bơi, không xấu hổ hả? Xấu hổ gì mẹ, ngày nhỏ anh ấy dạy chị Hiền giỏi lắm, nhưng ngày ấy con sợ chết chìm nên không chịu xuống bơi. Hiền nằm trong nhà nước mắt chảy ướt đẫm gối. Những lời nói của con Thúy cứ dồi vào tai cô, làm cô càng đau đớn và chua xót đến vô cùng. Hết phần 1. Chương trình đến đây là kết thúc. Chúc cho khán giả của An Lạc Radio đêm an lành và giấc ngủ ngon. Hẹn gặp lại chương trình lần sau.